Tao có đôi lời muốn gửi tới thằng Trải. Clip này gửi tới thằng Trải. Tao tên là Nhung, tao cũng là người miền núi. Mày đóng phim hơi bị hay đấy. Chính vì mày tán không được con Vu nên là tao phải trộm người đôi dép nhà chị bán dép. Tao cắt phăng mái tóc của tao đi. Để tao đi tìm mày đấy Trải ơi. Mày ở đâu thì mày alo cho tao cái Trải ơi. Mày có biết là cái vụ tóc này sáng ra tao đi ăn sáng, người ta chỉ tao ngu. Ngu nhưng mà không sao, ngu mà được làm cái Vu người ta cũng chịu. Cậu vàng bán Thúy Kiều bao nhiêu tiền? Thúy Kiều bao nhiêu tiền tao đâu có biết. Cậu vàng là chó mà sao bán cho Thúy Kiều? Cậu vàng trong lão hạc, Thúy Kiều trong Thúy Vân. Cậu vàng trong lão hạc, Thúy Kiều trong Thúy Vân. Tụi xưa có điên này, mày vô lý một cách vô lý nhá. Anh nghĩ sao vậy? Ba má anh nuôi anh ăn học đầy đủ, lớn lên cao gáo đẹp trai, hỏi ước mơ anh làm gì? Nhăm nhăn nhò. Muốn im sao nào?